Dạ anh em nạp tôi carrier 40 nha. Đừng test này. Khi mình gọi nó sẽ không hiện 3G nữa, mà nó sẽ tắt hẳn 3G luôn. Mình nó chuyển qua sim 4G rất là nhanh này. Cái này mình ghép cho 1784 này, khỏi cần bật chuyển vùng dữ liệu nó vẫn là có 4G luôn nha. Nhà mạng MobiFone này. Là bằng hai kẹt hay pro new đều được nha. Đó, nó lên carrier là 40.0 này. Cái iOS này á là có 12.4.1. Con này 1778. Nha, này cái này mình ghép trên hai kẹt thử này. Nó vẫn ok nha. Khi mà anh em nạp á là nạp cái file reset carrier trước. Nếu mà nó ok thôi, còn không ok thì nạp cái file reset carrier rồi sau đó là nạp file nhà mạng. Này mình không cần bật chuyển vùng dữ liệu nó vẫn xài được nè. Mấy cái sim này có 3G luôn này, thấy không? Này mình chắc máy hết tiền, mấy sim khách hết tiền rồi. Bán hết tiền rồi. Cái con này là iPhone 7 1778. 1778 lắp tâm vai nha. Hướng mình nói lại là hướng dẫn là mình nạp, nếu mà máy nào đã fix rồi nên xóa dòng một đây rồi bắt đầu nạp cái file reset carrier lại rồi nạp file nhà mạng. Nếu mà nạp vô ok thôi, còn không thì chuyển qua nhà mạng khác. Thì mình nạp theo cái kiểu như vậy thôi, bắt đầu reset nhà mạng trước rồi sau đó là nạp file carrier nhà mạng vô. Mình thử lại cái này, nó vẫn ok nha anh em. Rồi em thân ái chào anh em, cái link là ở phía bên dưới nha.